Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 12 2019. Sau khi di chuyển từ Thái Nguyên về đến Hà Nội, tôi đã có mặt ở 489 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội. Đến tham quan khu vực các anh đang tập kết cây để chuẩn bị cho buổi trưng bày giới thiệu sinh vật cảnh thành phố Hà Nội. Đây là khu vực mà trưng bày một số những cái tác phẩm tầm lớn. Chỉ còn ngày hôm nay nữa để có thể những xe cẩu đưa những cái tác phẩm từ các nhà vườn trên mọi miền đất nước đến. Ngày mai sẽ những cái chốt cổng mà xe tải ra vào sẽ bị hạn chế. Theo thông báo của anh Hùng Siếc, tôi được biết thì số lượng cây của các nhà vườn tiếp tục trong ngày hôm nay sẽ chuyển đến rất nhiều. Đỗ Sinh đăng tải cái hình ảnh chung. Đây là đầu giờ buổi sáng. Một số những tác phẩm trong khu trưng bày và các cái khu vực cây thương mại tôi sẽ quay trong buổi sáng hôm nay. Đỗ Sinh giới thiệu các bạn từ tác phẩm Sung Ông Bụt. Vâng. Đó là một cây sung của nhà vườn Đình Mạnh, địa chỉ Trương Mỹ, Hà Nội. Chúng ta cảm nhận những cái độ toài ra của các cái vẻ rễ quây kín xung quanh rất đều, tạo những cái móng rồng qua nhiều năm chỉnh sửa cắt giật rất là đẳng cấp, cho đến những cái u cục, những cái vết cắt đã liền sẹo và đùn lên những cái lu rất là bắt mắt. Tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm xanh đến từ thành phố Ninh Bình. Một tác phẩm xanh ôm đá, chủ nhân có số điện thoại là 0987 87 86 88.
Vâng, phía trái thì nhìn nó hơi đơn điệu quá, nhưng vế phải thì rất là đẹp. Tác phẩm xanh ba thân. Chúng ta đến với tác phẩm Du. Ở cái tuổi mà 8-90 ấy, tay anh vẫn cầm cái bình này, nhưng mà chân thì đi guốc mộc, trên thì mặc áo bộ gọi là của các cụ, áo dài ấy. Đấy, đứng phun tưới cho những cái tác phẩm bonsai trong vườn anh. Anh cảm thấy có sướng không? Trò chơi đấy không em có. Không, không chứ đấy, mà mình cứ nói về tương lai đi. Vì tôi ngắm, tôi đứng, tôi quay, tôi ngắm anh tưới cây thì sướng lắm. Đây, cái này của anh à? Ôm ôm tức là độc thạch đấy, độc thạch, độc thạch. Có một viên thôi. Vâng. Ba cây này em. Ba cây này đều vừa phun phun nước đấy á. Hình như anh muốn chơi kiểu như đối xứng ấy. Ở giữa là cây trực cổ đúng không? Vâng. Đúng rồi. Tác phẩm xanh ôm đá mịn tít đây. Đó là của anh Thành Cà Phê. Đây là thẻ từ khi mà còn tham gia ở triển lãm Phúc Thọ. À, với số mắt xích còn lại, nhìn cái mức độ hoen rỉ của mắt xích để chúng ta đánh giá một cái quãng thời gian tác phẩm xanh với đoạn mắt xích đã đi cùng 5 tháng.
chúng ta lại đến với một tác phẩm khế. Vâng, đây là cây khế, dòng khế gân. Đẹp quá. Đây là cây lục vừng trắng. Một tác phẩm si. Cây hoa sữa, dáng Trực Văn Nhân. Nhìn cũng rất là vui. Vâng, đến đây chúng ta gặp một tác phẩm xanh với cái phối cảnh và được ngâm nước toàn bộ, rất là đẹp. Và nếu tôi không nhầm thì đây là tác phẩm Hồn Việt của anh, hình như Khoa Sắt thì phải. Hoàng Mai, Hà Nội. Bởi vì tác phẩm này đã có một lần tôi chia sẻ khi mang về triển lãm Phúc Thọ. Đẹp quá, rêu phong cổ kinh.
chúng ta quan sát phía sau của tác phẩm. Mặt nào cũng đẹp. Vâng, chỉ có cái phần bông tán là chắc vừa rồi chủ nhân có muốn thu lại sao, cho nên vẫn cần hơi đơn điệu. Đúng rồi, vẫn đang vừa vào dây. Chứ nếu mà bông tán đạt đỉnh điểm của cái phần mái, những cái tán dày tán và như những tản vân thì tuyệt vời. Và Đỗ Sinh dừng cuốn video này, chúng ta chuyển tiếp những cái tác phẩm còn lại.